Nhiều khi một cái á, là bây giờ nếu mà các anh chị mà cảm thấy mà giống như là cho không có vừa lòng hay là cái gì đó thì tôi xin lỗi, tại vì có nhiều cái mà có nhiều người gọi hoặc là có nhiều người mà nhắn tin thì tôi không có thể nào mà tôi nghe tôi trả lời hết rõ hết được, thì tôi rất là xin lỗi nha, tại vì tôi chỉ có gọi là tổng chào mọi người thôi. Hôm nay thì lịch sự tôi chào ấy thì ấy gì đó, nhưng mà cái này lên đây á, mình chỉ là mình có những cái gì mình chia sẻ với nhau thôi, chứ còn ngoài ra thì John rất là bận rộn về công ty của John nha. Bây giờ nhà nước đã mở cửa rồi, chào em Vương Thiên nha, mở cửa rồi, mở cửa lại lại này thì John phải bận, rất là bận rộn. Khi mà John có lên trên livestream này cho nói chuyện với các anh chị á, là trừ ra John ngồi trên xe cho lái từ điểm A đến điểm B, hoặc là trên đường cho đi về, hoặc là sau khi giờ làm của John thì John có thời gian John có cho nói chuyện với các anh chị không, thì á, là John nhiều khi đó thì John không phải là lên đây để câu view câu like, từ việc ngoài cái việc mà làm ăn của John á, thì John rảnh thì John mới lên lên live đây để chia sẻ với các anh chị về cuộc sống ở bên Việt Nam và con xin lỗi, về cuộc sống ở bên nước Mỹ, và những người mà họ nói sai thì tôi sẽ chỉnh lại những người nói sai, giống như người gọi là chống cộng cực đoan. Trời, chào Phúc Vũ, chào Hoàng Phong, thì cái những người mà chống cộng cực đoan họ rất là thù tôi nha, tôi phá chén cơm của họ nhưng mà tôi không chống đối họ, tôi chỉ nói lại những cái lời họ bịa đặt ra. Thì những khi mà tôi đang live á thì họ sẽ vô đây họ phá sóng hoặc là họ đá đủ thứ trò mà bẩn thỉu, nói chung là như vậy, vân vân và vân vân. Hôm nay tôi muốn gọi là họ bên này họ đang gào thét, cậu bảo là bác Phúc bảo cái câu là cột điện, nếu mà cột điện biết đi thì cột điện sẽ dời chạy đi từ Việt Nam Mỹ về Việt Nam, có rất là đúng, tôi rất là vui và chọc bác xoáy vô cái câu đó rất là hay, hiểu không? Thì á, đây các người mà gọi là chống cộng cực đoan mà chuyên môn mà xuyên tạc về đất nước thì thấy rõ không? Thì bây giờ chỉ có như vậy, nếu mà các anh chị đang ở trên đất Mỹ đúng không, so sánh giữa cái đất nước Việt Nam chúng ta, từ khi thì bất cứ ai mà dòng họ Nguyễn họ Trần mà nói tiếng Việt mà xuất xứ từ Việt Nam bước ra khỏi đi khỏi từ đất nước Việt Nam mà sang bất cứ ở trên nước nào trên thế giới thì người ta gọi là kiều bào đúng không? Thì các anh chị kiều bào khi mà ra khỏi đất nước Việt Nam thì đa số, một số phần chứ không phải gọi là đa số thì họ qua đây họ lo công ăn việc làm bất cứ ở trên đất nước nào, và họ chuyên môn họ bảo là họ sẽ phỉ báng về đất nước và chửi chính quyền và chửi bác Hồ đồ này nọ, nói chung là vân vân và vân vân. Nhưng mà đó, các anh chị thấy mà quê là xuyên như thế này, thấy không? Chào chị Thảo nha, lâu quá không, chào Dung Bùi, chào các anh chị bố sau, chào Ngọc Trâm. Thì các anh chị thấy nhục nhã là như thế này, chào Mẫn Tuân, các anh chị thấy nhục nhã như thế này, các anh chị chống cộng cực đoan. Hiện chúng ta đang sống ở trên đất nước Mỹ, tôi đang nói về nước Mỹ tại vì tôi sống trên nước Mỹ thì tôi chỉ biết về nước Mỹ. Thì tôi nói như thế này, bác Phúc nói một câu rất là hay nhé, nếu mà trên đất cây cột điện biết đi từ Mỹ nó sẽ đi từ Mỹ về Việt Nam là đúng rồi, hiểu không? Tại vì chúng ta đang sống ở trên này, sống ở đây thì từ nhỏ lớn công ty công kiết gia đình của John anh chị bà con rất là đông ở bên nước Mỹ này, thì mình lên đây mình nói là sự thật nha các anh chị nha. Mình lên đây các anh chị chống cộng cực đoan phải đồng ý với tôi, thấy không? Tôi không hề ghét bỏ gì các anh chị hoặc là chống phá gì các anh chị, nhưng mà tôi lên đây tôi chỉ nói về những sự thật mà các anh chị không chấp nhận về sự thật. Tại vì chúng ta làm sao? Là sao? Em không biết được chị Thảo lý do làm sao á, chắc chị ghét em mà chị không nhắn sao chứ em đâu biết đâu, em cũng chả biết nữa. Thì các anh chị nghĩ sao chống cộng cực đoan, chị anh nghĩ chắc anh chị nghĩ sao, hiện bây giờ chúng ta sống á, các anh chị bảo là bên nước Mỹ này là thiên đàng đúng không, đúng, thiên đàng là những vật chất tiền bạc và cái học hành và các những cái phương tiện thì đúng, nhưng về cái sự an ninh hiện bây giờ,
sự an ninh và cái nhân quyền, các anh chị có dám lên tiếng là bảo là bây giờ thằng Trung Vũ mày đừng có nhiều chuyện nha, tao kêu mấy người này đập mày chết bây giờ thằng nhiều chuyện. Các anh chị chống cộng cực đoan có dám lên tiếng những nhà báo gọi là những nhà báo lá cải, tôi thường bảo là các anh chị gọi là tờ báo lá cải, dám lên tiếng nói sự thật giống như tôi nói không? Hay là dám lên tiếng đi tới những cái chỗ mà dơ bẩn giống như tôi, những thành phố nổi tiếng các anh chị xuyên tạc, các anh chị nói bảo là Việt Nam mình á, bây giờ á, là hiện bây giờ là xì ke ma túy và bị nhiễm những chất độc đồ ăn thức uống của Trung Quốc, đúng không, của Tàu, sẽ chết dần dần và thuộc địa ABC. Thì bây giờ các anh chị nói một câu nè, câu nói một câu nè, bây giờ các anh chị nói một câu nè, dám nói sự thật không? Dám nói sự thật không? Chào Dương Phạm từ Nhật nha, chào chị Nguyễn Dung và chào các anh chị vào sau tổng cào, chào Nam Bỏ. Thì các anh chị có dám nói về sự thật là các anh chị đang sống một nơi an bình và có nhân quyền không? Các anh chị dám nói cái câu mà có nhân quyền không? Nếu mà các anh chị chống cộng cực đoan mà chúng ta lên đây, nước Mỹ là chuyên môn là chúng ta nói được quyền nói lên và được quyền nói, các anh chị hay hát cái bản là được quyền ăn, được quyền nói, quyền gói, quyền ghém không? Thì tôi sẽ chứng tỏ ra rõ ràng, các anh chị bảo là ở Việt Nam bây giờ không có nhân quyền, đúng không? Ở Việt Nam là không khí ô nhiễm, ở Việt Nam là bị nhiễm độc chết vì tàu, Việt Nam là không an toàn, đi ra ngoài đường là sợ bị cướp giật, Việt Nam chém lộn, Việt Nam mà chờ mua chờ ma túy, Việt Nam ăn hối lộ. Thì hôm nay John sẽ lột trần những cái bộ mặt của anh chị sau này. Tự nhiên bác Phúc nói một câu rất là đúng, rất là chuẩn. Tôi ủng hộ bác Phúc, con ủng hộ bác Phúc, con ủng hộ hai tay lên, con ủng hộ bác Phúc nha, con ủng hộ bác Phúc, con không vân bù với bác Phúc. Nhưng mà bác Phúc nói một câu rất là đập vô mặt họ, con phải chứng nhận. Đúng là con giờ này con ngủ rồi bác Phúc à, nhưng mà con đứng, con mới vừa làm giấy tờ cho công ty của con xong, bây giờ lên đây con nói là đập vô mặt họ, bác chứng nhận cái câu đó rất là đúng. Hiện bây giờ các anh chị đã từng xuyên tạc cái đó, hồi nãy giờ tôi list ra một bên đó là các anh chị xuyên tạc về Việt Nam, rồi bây giờ tôi nói về bên Mỹ nhá. Bây giờ tôi nói hiện tại bên nước Mỹ này, chúng ta là đang bị gọi là không có nhân quyền. Nếu mà nhân quyền, các anh chị bảo là ở Việt Nam cảnh sát đánh người, chào một vòng trái đất TV nha. Các anh chị bảo là cảnh sát đánh, công an đánh người, công an hà hiếp dân, công an hối lộ, đồ đủ thứ ABC. Thì bây giờ chị dẫn chứng ra một cái, cảnh sát Mỹ đã quá dùng bạo hành khi bắt một tội phạm đã giết anh da đen. Thì các anh chị cũng đã biết rồi, trên toàn thế giới đã biết rồi nhá. Thì cái đó có nhân quyền hay không? Các anh chị trả lời tôi một câu, có nhân quyền hay không? Nếu mà các anh chị dám lên đây lên tiếng, mở lời bảo là nước Mỹ không có nhân quyền, thì từ đây trở đi, bất cứ những thằng mà gọi là Benny Trương, Tân Thái, tụi bay á, xuyên tạc chính trị, tụi bay xuyên tạc vô tư. Nhưng mà tao chỉ muốn nói chúng mày, những thằng mà chống cộng cực đoan và những tờ báo lá cải lên đây, thì đừng có bảo là Bình Võ, anh đừng có nói Trung Vũ là thằng đó là chuyên môn, là anh hiểu lầm rồi, Trung Vũ mày đó là mày chửi mày vô đây mày chọc là mày bị hiểu lầm rồi, thằng Trung Vũ nó là chuyên môn, nó chửi ba que đó, anh lầm rồi, nó vô đây nó đùa, nó nghịch để cho chọc mấy thằng ba que lên á để chửi đó, anh Bình Võ. Anh Trung Vũ nó là bên phe nhà ta đấy. Thằng ngu lời này mẹ nó. Thì mình nói không, thằng Trung Vũ nó không phải là ba sọc đâu. Nhà nó là ba đời cộng sản đó ông nội. Không đi. Thằng má thì cái thằng lờ này mày làm cho tao, tao đồ mẹ tao cười tao ngấy. Thì á, bây giờ quay lại cái chuyện nè, nhà thằng Trung Vũ nó là ba đời cộng sản đó anh à, cộng sản chúa đó anh à. Trời ơi trời, anh Bình Võ ơi, em xin lỗi anh Bình Võ, nó là em trong nhà tụi này, nó chuyên môn nó khịa vậy, nó bị chửi hoài vậy đó. Nhà nó là ba đời cộng sản đó ông nội.
Ông nội nó, ba nó là hậu vệ của cô ấy đó, ba nó là công an. Thì bây giờ mình quay lại nói về cái chuyện của nói về đừng nói mày ngu, mày chửi 20 lần lần quý nó làm tôi cười, tôi nói xin lỗi các anh chị, tôi xin lỗi. Thì á, các anh chị, các những anh chị chống cộng cực đoan, chào dân gian nha em. Các anh chị, bây giờ á, là các anh chị có dám đứng lên nói một lời là nước Mỹ hiện bây giờ nước Mỹ không có nhân quyền? Nếu mà có nhân quyền, các anh chị cứ chửi ở Việt Nam là công an đánh người, công an đồ này nọ, thì tôi không cần phải giải thích. Mình hiện tại như bây giờ công an đã làm chết một người, phải không? Nước Mỹ này bây giờ có an toàn không? Bạo loạn bây giờ, biểu tình trong cái định luật năm 1807, tám một hai trăm mấy năm trước, thì nước Mỹ nó ra, khi mà hiến pháp nước Mỹ ra có cái hiến pháp nó gọi là không, khi mà ai mà ra đi 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 biểu tình á, gọi là đi protest á, thì không có được bạo loạn, thấy không? Trừ khi mà cái chuyện gì chiến tranh đồ ra thì đi đi biểu tình thì có bạo loạn súng ống rồi đấy. Hiện bây giờ ở đây không phải là gọi là nước Mỹ gọi là an toàn nữa, đang gọi là đang đi cướp cạn, phá của gọi là phá, gọi là cướp của, giết người. Các anh chị có biết không, họ đã giết, họ đi, tôi khỏi cần phải nói, thì nói sơ và ngắn. Các anh chị nghĩ đi, đi biểu tình đâu có, cái xa lộ của người ta đang chạy 100 cây số một giờ mà họ dàn ngang ra, họ chặn cái đường ngang lại, họ không cho ai chạy xe hết cả, họ đập xe rồi họ kéo người ra, họ đánh người, họ đánh người và họ giết, có bị chết hết vài người vì cái vấn đề đó, và họ cướp của, họ đốt phá những cửa hàng. Thì nói chung ra bây giờ ở nước Mỹ này bây giờ là rất là bạo loạn, và chúng là thất thoát khoảng vài cả trăm tỷ đô la thất thoát. Em chào anh Thanh, Văn Thanh Nguyễn nha. Thì các anh chị nghĩ đi, chống cộng cực đoan, chống mắt lên bảo là hiện bây giờ nước Mỹ chúng ta có an toàn hay không? Đang chúng ta đang sống ở trên chảo dầu nó sôi đó. Bây giờ tự nhiên ngày xưa đó, cái thời mà cái mấy tháng trước mà bị dịch đó, corona đó, đâu có bị cấm vận mà bảo là đi ra ngoài đường, không có ra ngoài đường. Ví dụ như có thể mà đi ra ngoài đường mua bánh trái hoặc đi bệnh viện được. Hiện bây giờ những cái thành phố giống như ở miền Nam, Cali, ngay chỗ Los, miền 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 Nam á, hoặc là cái miền Nam Cali á, cái vùng mà gọi là West của LA á, hoặc là những cái vùng ở trên San Jose mà dùng của Mỹ với Mỹ Đen ở nhiều, nghiêm, gọi là cấm, gọi là cái gì, giới nghiêm từ 8 giờ rưỡi đêm cho đến 5 giờ sáng. Ở nước Mỹ đâu bao giờ, tôi sống nhỏ lớn gì đây, tôi bao giờ mà gọi là giới nghiêm đâu các anh chị. Thì các anh chị có bảo là bây giờ là sao không? Có, chúng ta có sống lên là gọi là cái sống an bình không? Hay là đang bị giống như là mình sợ mình ra ngoài đường. Có ai bây giờ cứ đi, những người chủ tiệm hoặc là có một cái chủ tiệm hoặc là người dân thường mà gọi là cứ biểu tình đi ngang mà phải cầm súng, chưa chưa bao giờ vậy đó. Tôi thấy như vậy giống như là đang chiến tranh vậy đó, để chiến tranh mà cầm súng mà để bắn, để cầm súng lên, để cầm súng mà lên mà để bảo vệ cái quyền lợi của nhà cửa người ta sợ bị cướp vậy đó. Các chị thấy không, buồn gì á, chống cộng cực đoan mà sao, tại sao mà mình lên đây mình nói, hoặc là những người truyền thông lên đây nói phải cái đúng chứ, mình đâu có thể nào mà mình che giấu cái sai được, đúng không? Mình không có thể nào mình che giấu cái sai được. Bạo loạn, cái nói bạo loạn cũng không đúng nữa, Minh Nguyễn, không gọi là bạo loạn nữa, cái này gọi là sao không, gọi là thế chiến rồi, gọi là giống như đang chiến tranh rồi, đang chiến tranh giữa da màu, nó gọi là cách, gọi là discrimination, có nghĩa là gọi là kỳ thị chủng tộc đó. Từ bây giờ nó bảo lúc nào cũng vậy, nó cầm cái bảng lên nó bảo là Black Lives Matter, Black Lives Matter. Mà cái chuyện của một thằng Mỹ đen nó chết, một thằng tội phạm nó chết, ok, người cảnh sát đó, hai người cảnh sát đó đã bị giáng tội gọi là giết người, trực tiếp giết người rồi. Mà tôi bây giờ chỉ có như vậy thôi. Thí dụ như mà có bạo loạn, thí dụ đi ra biểu tình thì đơn sơ, những người dân bình thường, những hàng, những quán bây giờ đập phá rồi, những tiệm Việt Nam rồi vô nó cướp tiệm vàng này nọ. Và chính cả gia đình tôi có tiệm ở bên Seattle cũng bị đập phá nữa, bảo hiểm không có đền.
Tại vì cái vụ mà gọi là bạo động về cái chuyện mà cướp giật đồ này nọ, đốt phá đồ này nọ, nó không có đền, rốt cuộc xong tự móc tiền túi ra. Hoặc là mình mua cái bảo hiểm gọi là triple A thì nó đền được khoảng chừng 50% thôi. Bây giờ tôi nói nghe nha, bây giờ nước Mỹ là coi như là tới nỗi mà hả, là phải bỏ, chưa bao giờ mà thấy xe tăng thiết giáp mà phải chạy vô trong thành phố để trấn an, tại vì cảnh sát gọi là police không có đủ, bây giờ phải dùng tới gọi là gì, tiếng Việt mình gọi là bộ đội với lại quân đội, phải dùng tới quân đội, đó là như vậy, tới dùng tới quân đội, các anh chị nghĩ sao, phải dùng tới quân đội thì tại sao mà mình không lên mình nói, mình lên mình biểu tình đi, những người chống cộng cực đoan, những người làm báo ở bên nước Mỹ, nước ngoài, ở nước Mỹ này, tại sao mình không lên đấy đi, tại sao mình đi xuyên tạc về Việt Nam, đúng không? Mà hiện tại về Việt Nam nè, bây giờ tôi sẽ vô dẫn chứng về Việt Nam. Bác Phúc nói rất là đúng, hiện bây giờ những ông những bà Việt kiều trên toàn thế giới đang gọi là sao không, để điền tên vô để được hồi hương về Việt Nam, để được an toàn. Thứ nhất là an toàn về cái vụ, tự vì trong tương lai đây nước Mỹ nó si đài đài Mỹ nó sẽ lên, nó nói là như thế này, rất là một thời gian gần đây nước Mỹ sẽ gọi là coronavirus 20, có nghĩa là corona không còn 19 mà nó sẽ gọi là 20. Tại vì sao? Con vi khuẩn này thứ hai nó xảy ra thì rất là nguy hiểm, nó sẽ phá phổi, phá tim và phá cả đường ruột luôn, sẽ xảy ra, nước Mỹ đã sẽ xảy ra. Thì bây giờ đó cái sự an toàn nước Mỹ sẽ không có về y tế, về gọi là y tế đó, không, sẽ hoàn toàn sẽ chết nhiều nữa. Hiện bây giờ chết hơn 100.000 và đã bị dương tính tới gần 2 triệu rồi. Ok, thì tôi không cần phải dẫn tính một cái chuyện corona nữa. Thì bởi vậy là thứ nhì là bây giờ sợ về an ninh, nó đã đập phá, nó đánh chết 5 thằng cảnh sát đó, nó phá cửa, nó đập biết bao nhiêu người, bao nhiêu người đứng ra bảo, đứng ra đồ này nọ, là sao các bạn, nước Mỹ bây giờ còn an toàn hay không, hay là các bạn cứ bảo là cộng sản là không an toàn, thì bây giờ đó rõ ràng không, bao nhiêu người đã đứng ra, cả bao nhiêu vạn người, bác Phúc nói rất là hay, bao nhiêu vạn người dẫn chứng rõ ràng, bao nhiêu vạn người đã đứng ra ký tên để xin đi về hồi hương ở Việt Nam, để làm gì vậy? Nếu mà ở bên Việt Nam nè, các bạn nói không khí bên Việt Nam nó có chất độc, mà tại sao là chúng ta là những người ở Mỹ này và những người có địa vị ở bên Mỹ nè cũng họ xin về, những người doanh nhân ở bên Mỹ họ cũng xin về nha các vị nha, tại vì các vị là những người chống chống cộng cực đoan, các vị không có tiền và các vị sợ về bên đó dân nó đánh các vị, hoặc là những người họ sẽ chống đối lại các vị, nhưng mà các vị lầm rồi, các vị cứ bảo là không khí nó bị ô nhiễm. Thì bây giờ á, cả trên thế giới trong cái bảng gọi là cái list của cái bao nhiêu người chết về cái vụ corona này thì Việt Nam zero người chết các vị à, những người chống cộng cực đoan là zero. Như vậy thì cái vi khuẩn đó ở Việt Nam có nguy hiểm hay không? Tôi đang nói về về các anh chị cứ chửi bảo là Việt Nam mà là gọi là bảo là Việt Nam á nguy hiểm lắm, vi khuẩn nè, không khí đồ không tốt, mà tại sao các chị cứ bỏ một cái list người ta chưa cho về mà đã waiting list rồi, waiting list có nghĩa là điền vô để chờ để được về hồi hương á. Ủa sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy, Việt Nam kỳ vậy, cái đó là đúng không? Bác Phúc nói cái câu đó là cũng một phần tôi dẫn chứng một phần đó đúng không. Và phần thứ hai là sao, trên cái cuộc họp vừa rồi nhá, cái cuộc họp vừa rồi G20 thì trên 20 nước ai là được người được đứng ra để được nói về cái vụ y tế này, về cái vụ corona này, cái cách phòng ngừa này, chỉ có nước Việt Nam đúng không? Thằng Mỹ và thằng Pháp với thằng Canada đồ này nọ như là một đại cường quốc, mà tại sao nó không được quyền nó đứng lên nó nói vậy? Tại vì sao không? Người ta không có cửa,
người tiếng Mỹ, tiếng bồi của anh chị hay nói bảo là sao không? Không có cửa gọi là no door đó. Tự sao không? Tự chết nhiều quá. Mà tái lại là một cái nước nghèo, nước đang phát triển nhỏ xíu à. Nước cộng sản đó, là cái nước mà các anh chị hay chửi là cộng sản đó. Đó là bị ảnh hưởng giữa là Bác Hồ, các anh chị cứ nói là đi sai đường lối của Bác Hồ á. Mà sao người ta làm đúng vậy? Người ta làm được vậy? Không có ai mà có hỏi chứ cái nhiễm trên mà giữa so sánh giữa nước Mỹ và nước Việt Nam nó gấp 3 lần, con người gấp 3 lần. Các anh chị thấy không? Gấp 3 lần. Ở nước Mỹ được 300 triệu thì Việt Nam mình giờ 100 triệu gấp 3 lần. Mà so sánh giữa 300 triệu với lại gấp 3 lần ở Việt Nam, số không chết và cái số mà bị nhiễm là chỉ dưới 500, chỉ có 200 mấy 300. Mà những cái sự nhiễm đó là những người ở nước ngoài họ đi vô chứ không phải là người ở Việt Nam. Các anh chị thấy quê chưa? Mà các anh chị không chấp nhận về sự thật. Các anh chị không chấp nhận về sự thật. Cứ bảo tôi á, là hãy nói ra đó, tôi vạch ra những cái chuyện. Cái này tôi không phải vạch. Cái này tôi so sánh. Tự vì cái này là quốc tế người ta công nhận. Chứ không phải là quốc tế người ta công nhận. Tự vì tôi đọc những cái bài báo của nước ngoài. Nước quốc tế người ta công nhận thôi. Chứ không phải là tôi bịa chuyện là tôi nói. Hay tôi bưng bô cộng sản. Hay là cộng sản trả lương cho tôi nói. Là để tôi nói là như vậy. Các anh chị ngu xuẩn, các anh chị đầu óc quá, anh chị không biết suy nghĩ. Lớn đầu rồi, các anh chị gọi là những trẻ trâu mà sống lâu đó. Đó, các anh chị 60-70 tuổi, tôi năm nay có 50 mấy tuổi mà tôi phải dạy bảo các anh chị, tôi dịch các anh chị ra những cái chuyện mà để cho anh chị, để cho anh chị nhục nhã. Tại vì sao không? Mình nói làm sao mình nói cái gì nữa, mình cà khịa người ta. Mà khi mà người ta đã chở mặt, khi mà người ta mà quay lên, người ta lật cái gọi là người ta lật dĩa đó, lên đó, để úp lên đó, cái là cái dĩa đó dồi không à. Khi nào cái chuyện này tô cái mặt mình lên đây là tô mặt mình thiệt là đẹp. Đẹp thiệt đẹp. Còn ở dưới đất dồi bỏ không à. Còn tôi không có vậy. Tôi xấu xí thì sao là tôi nói à. Tại sao mình người thiệt diệt thiệt. Mình đi đâu vậy người thiệt diệt thiệt. Các chị bỏ cái tánh nó đi. Dù sao đi nữa cũng mình cũng là người đồng hương với nhau. Đúng không? Tôi không có là phải phe phái mà phải lịch sự với các anh chị. Nhưng mà cái là các chị phải hiểu là như vậy. Phải các chị hiểu là như vậy. Mình muốn nói người ta. Trước khi mình muốn nói người ta, mình dèm pha cái gì là mình phải tốt hơn người ta. Hoặc là mình giàu hơn người ta, mình hẳn nói. Còn mình nghèo, thứ nhất mình không có tiền. Mình nghèo, tới khi mình chết, không có cái xác, không có tiền mà đi chuộc cái xác về nữa. Mình chống người ta để được cái gì. Thấy không? Khi mình chết, mình chống cho đã, mình chết, mình xuyên tạc, mình chửi cho trong lớp mất. Rút cuộc là mình không có được cái gì hết. Những cái thằng, những con mà chống, tôi nói, tôi hỏi nhắc lại nữa. Chống cho đã vô, rút cuộc cũng phải quay về bên đó kiếm tiền à. Tôi nói dẫn chứng ca sĩ từ những thằng chống cộng cực đoan lúc cũng quay về Việt Nam à. Tôi không muốn cà khịa những ca sĩ hay tôi muốn không muốn cà khịa những người ấy. Bây giờ cũng chống về bên đó bưng bô cộng sản rồi mở cái hàng YouTube ra kiếm một tháng mấy ngàn đồng là cũng nhờ là đồng dân Việt Nam ủng hộ thôi. Vậy là ai vậy? Tôi bảo các anh chị chửi người ta rốt cuộc là sao vậy? Dùng cái đầu các anh chị. Khi mà các chị nói chuyện á, người ta chửi người ta đó, mình là phải có bản nắm bằng chứng, mình phải hơn người ta mình không chửi. Còn á chị nghe nó nghe nhục lắm. Nhất là cái thằng Huy, Đức Huy, mày nói là anh ba biết gì đó, cái đài mà dân ấy được mày á, mày like mà mày ngu còn hơn đầu của mày, ốc của mày á, ốc của mày là ốc gì đó. Ốc của mày là ốc thú, mày ngu lắm. Mày qua bên này mày học được vài câu tiếng Anh xong bắt đầu cái mày về mày đứng ở bên này, mày ở bên Mỹ này mày nhờ đi một thằng cộng sản đó, nhờ cộng sản nó cho mày đừng có đi siêu viện online, mày muốn qua đây được. Thấy không? Mày phải mang ơn cộng sản, mày không mang ơn. Mà ở Việt Nam á, người ta khinh bỉ mày như chó vậy đó. Bây giờ mày qua đây, cái mày đặt mày nói, mày có mấy câu tiếng Anh, cái mày hở cái mày xưng tiếng Anh ra rồi, mày chửi người ta, ôi, dân ở Việt Nam mà sao có ý kiến thức thì giống như mày. Giờ giống như bên này, tao nói xin lỗi mày nè. Tao nói xin lỗi mày nè. Mày là những cái thằng ở Việt Nam học ABC chưa xong, mày qua Mỹ, mày cũng không có ABC, mày được mấy câu tiếng Anh, mày tưởng mày hơn người ta. Mà mày có viết được hay không? Khi mày chỉ đọc được mấy tiếng rồi, mày có viết được hay không? Tao nói xin lỗi mày nha. Những đứa trẻ học ở lớp 10 ở Việt Nam á, học lớp 10 ở Việt Nam cái trình độ nó còn hơn lớp 12 ở bên này. Tao không có nói láo, tại lý do tại sao gia đình tao có anh ruột của tao là thầy giáo, dạy cấp 3 dạy toán, anh thứ tư nhà tao đó, dạy toán. Thì anh nói, anh dạy tao từ nhỏ lớn là như vậy. Tao nói cho mày nghe nè, cỡ mày không có nghĩa địa, tao sổ chấp hết những người mà chống cộng cực đoan, không có cửa đối với những người ở Việt Nam bây giờ người ta ăn học. Người ta dạy từ nhỏ đến lớn, người ta dạy có đạo đức từ nhỏ lớn. Mỹ tao đã từng đi học từ nhỏ lớn, tao cũng có con của mình, con tao đi học. Người ta không có dạy về đạo đức. Ở Việt Nam ta dạy là từ năm điều Bác Hồ dạy. Học tập tốt, lao động tốt, kỷ luật tốt, cái gì cũng năm điều.
người ta đã học thấm từ trong đầu rồi, mày cũng học ở bên Việt Nam mày biết. Nhưng mà một cái á, mày với tao cũng là một thằng lai, tao hiểu là cái mình mày mày ấy, nhưng một cái là mày rất là ngu. Hồi đó người ta chửi mình cái thời đại bao cấp, người ta biệt thị mình nói, người ta nói mình lai đồ này nọ, ok, cái chuyện là chuyện quá khứ đúng không? Nhưng mà mình làm sao khi mà mình qua được bên này, mình làm được sao giàu có, mình phục vụ đất nước mình Mỹ, và mình có công ty hoặc là máy. Hiện tại bây giờ tụi bay chỉ là những thằng YouTuber, mày thấy nhục nhã người ta nói YouTuber, mày tưởng là cái đó là cái công ăn việc làm ngon lành. Cái đó, đó giống như mấy thằng đĩ đực ở Việt Nam vậy đó, nhưng mà cỡ giống như mày đĩ đực ở phi công cũng không được, nó xấu quá à, sao được qua Mỹ Nam giống như anh mày được. Mày đụng xấu xí mà đụng mà mày cứ để người ta để ý, mày cứ hở một cái mày lên mày nói mày xuyên tạc. Mày nói đúng, tao phục mày. Bất cứ thằng nhãi con nào cũng vậy, đụng má không, cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa F3 F4, đụng má mới có sinh ra được bao nhiêu tuổi đâu, cũng lên đây bảo là nậu má, gọi là đụng mà hiểu biết về chính trị đồ này nọ. Thôi Trung Vũ, mày đừng có giỡn nữa, mày để cho người ta chửi mày. Các anh chị nhục không? Các anh chị nhục không? Mày thấy mày nhục chưa? Rồi những cái thằng mà lên đây tao nói thằng giống như thằng Trương Quốc Huy, mày thấy mày nhục không? Mày là một cái thằng gọi là gì? Ăn cắp ở Việt Nam, xì ke ma tí, qua đây ngáo đá nữa. Cái miệng mày mỗi lần mà nói mày lên, tao nói mày nghe, cái con người, cái tướng mày nó đã bằng cùng bằng hàng. Bây giờ tao cho mày mặc cái áo hiệu hoặc là cái bộ đồ vest mà cỡ 1 triệu đồng, hai ông xin lỗi, 10.000 đô, tao thấy mày cũng là một thằng bần à. Cái mặt mày khi mà mày nói là trời, nói thiệt á, đúng chứ các anh chị rồi nó méo, mà nó phải chi mà mặt nó đẹp trai giống như cho anh màu méo qua bên á thì còn đỡ. Còn ở đây á mà hả, nó đã xấu mà nó lại thằng nghiện nữa, mà nó nói lên cái gì cũng vậy. Những người nghe mày làm sao, những người gọi là người ta bị cho ngáo lá lu đủ hả, ngáo ngu với mày, tự tao không muốn xúc phạm. Tự nhiên nói chung ra đó, những người chống cộng cực đoan á, bác Phúc nói một câu hôm nay là đập vô mặt các người, đập vô mặt các người. Tại vì bác nói một câu quá lịch sự, là sao không? Cái cột điện mà biết đi á, thì cột điện nó cũng về tới Việt Nam rồi. Bây giờ chứng tỏ rõ ràng, các anh chị cứ chửi cộng sản đi, chửi thoải mái, chửi cho đã đi, chửi thoải mái, chửi đã đi. Rồi rốt cuộc sau người ta cũng giật đưa hai bàn tay, người ta đón các anh chị về. Nhưng mà thiệt ra bây giờ, hiện bây giờ các anh chị thấy rõ ràng, ở bên nước Mỹ này nè, bây giờ mà bị dương tính không bảo hiểm thì mày về nhà mày chết mẹ mày đi. Còn ở Việt Nam bây giờ các anh chị về không? Các anh chị tôi không biết nữa, các anh chị chẳng trẻ, khi mà các anh chị đi thì các anh chị có làm gì được cho đất nước chưa? Mà khi mà các anh chị trở về, các anh chị cũng làm gì được cho đất nước chưa, cho tổ quốc chưa? Các anh chị cũng chưa làm gì được. Mà khi đó mà đất nước Việt Nam mình đang phát triển, còn đang phát triển, còn nghèo chết mẹ luôn, phải lo đủ thứ, phải lo là nào là bên ba cái chuyện rồi mà cho dân, rồi ba cái chuyện mà chống dịch, rồi chống cái gì tùm lum, rồi chống cái ABC. Từ tôi không có nói gì chính trị, nhưng mà bây giờ các anh chị đi về, tôi hỏi các anh chị, nếu mà theo trường hợp mà giống như ở bị Mỹ này mà được bị mà cách ly 14 ngày, tôi nói xin lỗi nha, cái tiền mà 14 ngày ở tiền bệnh viện không, tôi không nói là cái chuyện mà gọi là y tá mà chăm sóc 24 trên 24, chắc anh chị còn tiền ăn tiền uống nữa, phải trên dưới 50.000 đô đúng không, 14 ngày. Tại vì ở trong bệnh viện mà khi mà chăm sóc á, bệnh viện y tá bên này á, là một người với một người hoặc một người chăm, kiểu giống như ở bên Mỹ làm gì có cái chuyện nó xảy ra được, mà ăn uống là miễn phí nữa, cái gì cũng gọi là free lô hết, quá tuyệt vời. Mà bao nhiêu vạn người về, không phải là người Việt Nam về nữa, mà cả những người nước ngoài, những người du lịch những nước ngoài nữa. Annie Trần hỏi một câu rất là ngu em. Em nói cái câu mà rất là ngu, sao không về Việt Nam ở đi anh bạn? Tại vì anh cảm thấy em cũng là cái avatar, cái hình cũng đẹp trai, nhưng mà em nói chuyện câu quá ngu à. Tự anh không có cần cái nhu cầu anh phải về Việt Nam ấy mà. Nếu mà em hiểu rõ về anh thì em hãy hỏi cái câu, nếu mà anh bị gọi là nghèo, hoặc là anh không có tiền, hoặc là anh gọi là dân mà mạt hạng giống như em á, cái kiểu mà ngu á, kiểu mà mình đang tiến thú mà đang tiến triển thành người đó, thì anh có thể anh xin về Việt Nam. Tại vì mấy em không có cửa mà hỏi anh tại sao anh về Việt Nam. Tại vì nhà cửa là công ty của anh ở bên này mà, tại sao mà anh phải đi về Việt Nam làm gì, đúng không em? Thôi cái chuyện đó anh không cần phải trả lời, tại vì em hỏi câu rất là ngu.
Tại vì em thì giống những thằng chống cộng cực đoan rồi, những thằng ba sọc quen rồi. Hở có một câu à, tại sao mày nói mày 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 ấy về bưng bô cộng sản? Cái này anh không bưng bô cộng sản à? Anh không có bưng bô cộng sản. Tại biết sao không? Anh không có đu càng qua Mỹ em. Em ngu quá, anh không có đu càng qua Mỹ. Tại vì em rất là ngu. Anh là thằng Mỹ con em à. Anh đã đi lính ở bên Mỹ. Anh đã từng đi lính, đi phục vụ nửa đời anh ở bên Mỹ rồi em à. Chứ anh không có đu càng. Anh không phải là Việt Nam Cộng Hòa em. Em hiểu không? Ai đi trần? Em ngu quá mà em trả lời. Cái gia phả anh biểu, chắc anh nghĩ ấy, từ cái dòng tộc của em á, từ cả trên ông tổ ông tiên của em ngu, xong rồi tới ba má em, đẻ ra ông nội ông ngoại em, rồi đẻ ra má ba má em, rồi đẻ ra em rất là ngu. Em đã ngu mà em cứ hỏi như vậy, và anh đâu có bưng bô đâu, anh đâu có bưng bô đâu. Nếu mà em nói là bưng bô gì, hiện tại bây giờ nó nói cho em nghe nè, ông tổng thống Mỹ cũng đang bưng bô cộng sản đó em à. Tôi biết không sao không, một năm mà ông bay về Việt Nam, ông năn nỉ Việt Nam đó em, để giao ký kết những cái chuyện mà về là ban giao đẩy về kinh tế và chính trị đó em. Ở Việt Nam mình á không có cần, từ ở bên Mỹ đại cường quốc mà phải bay về Việt Nam đó em, chứ đâu phải là bác Phúc hay bác Trọng bay từ Việt Nam qua Mỹ đâu. Thằng Mỹ, em nói rõ ràng, thằng tổng thống Mỹ từ Mỹ bay về Việt Nam để năn nỉ, đúng không? Anh nói đúng không? Anh dẫn chứng gì ra sự thật không à? Việt Nam rất là nhỏ bé em, nhưng mà nó chảnh lắm. Nó chảnh lắm em. Nó chảnh lắm. Anh không có đủ càng, tự vì em ngu quá. Anh sinh đẻ ở Guam em. Anh sinh đẻ năm 1966. Và anh đã từng phục vụ cho Mỹ. Anh có số quân và anh đã từng ấy là em đừng có hỏi. Nếu mà em hỏi nhiều anh sẽ lóc em. Đúng không? Em ngồi đây anh dạy em. Rồi để cho thiên hạ chửi em chút rồi lát anh lóc em. Nha. Đúng không? Em đi chân. Thì cái mặt của em á thấy cũng sáng sủa, nhưng mà anh bảo đảm cái đó không phải là của ấy, của em. Em lấy cái hình của mấy thằng BD nào em đưa lên, nhưng mà em ngu quá. Nếu á mà như vậy nè, nếu á mà hả là bưng bô cộng sản là sao, chính ra là thằng tổng thống Mỹ nó mới bưng bô. Nếu mà Việt Nam mà bưng là có muốn mà quỳ lị Mỹ là Việt Nam phải bay từ Việt Nam qua Mỹ, đúng không? Từ đây nè, trời ơi, em nói cho em nghe là đại cường quốc em ơi, tổng thống Mỹ. Em biết tổng thống Mỹ không? Đồng tiền của Mỹ đi trên thế giới, cái chỗ nào cũng xài được. US dollar đó, xài chỗ nào cũng được. Chỉ xuống âm phủ xài vẫn được. Đồng tiền Việt Nam không có giá trị. Bảo đảm, anh không nói hay này, không phải xuyên tạc. Đồng tiền Việt Nam không có giá trị. Đồng tiền Việt Nam chỉ đi trong vòng Lào, Campuchia đều xài được. Nhưng mà cái là sao không? Là sao không? Nhưng mà tự vì thằng tổng thống Mỹ nó phải bay về Việt Nam, nó bưng bô cộng sản đó em. Bởi vì em ngu quá, em đừng nói anh bưng bô cộng sản. Nếu mà tổng thống bưng bô cộng sản thì thằng John McRae này cũng phải bưng bô cộng sản. Tại sao không? Anh là người lính Mỹ, anh là con Mỹ thì dĩ nhiên anh phải bưng bô theo cộng sự của tổng, theo tổng sống rồi. Tự em ngu quá thôi. Anh cho em xuống hầm cầu, tại vì em nó hỏi những cái từ mà gọi là ấy, em hiểu không? Còn em muốn á, mà em muốn trật tự em vô đây em hỏi, em nói những cái chuyện mà ấy, đúng không? Dẹp em qua. Thì bây giờ mình đang nói tới những cái chuyện, bây giờ là đang nói về những cái chuyện giữa các anh chị đang, các cô chú Việt Kiều, Kiều bào ở nước ngoài đang gọi là dồn dập sinh đi về Việt Nam. Thì như vậy các anh chị gọi bảo là Việt Nam có an toàn không? Hả? Việt Nam có bảo là có an toàn không? Việt Nam có được, có là cái nơi mà gọi là cái nơi mà bảo là có an toàn không? Chúng ta đang ở nước Mỹ mà chúng ta đang phải ghi giấy waiting list và đi xin đi về Việt Nam. Nhục nhã chưa? Bảo là đang an toàn trật tự rồi Việt Nam cứ bảo là cứ bảo là cái chuyện gì mà lấy. Hai bác Phụng Nên, hình như đây là bác Phụng Nên mà chém gió phép nhỉ. Hình như là bác Phụng Nên, chào bác Phụng Nên. Huyền cơ đất tổ nè. Bác Phụng Nên nha, chào bác. Đó, thì các anh chị nghĩ đi. Những cái chị gọi là chống cộng cực đoan nhục nhã quá đi, cứ chửi cộng sản, cứ chửi đất Việt Nam, cứ bảo là cái gì cũng chửi, mà rốt cuộc ra là bây giờ Việt Nam có bằng nhỏ xíu vậy nè, mà bây giờ tôi nói nha, cứ biểu Việt Nam nghèo, cứ bảo là đồng tiền của trên thế giới này từ thiện đưa vô Việt Nam rồi hả, bảo là Việt Nam là bảo là Việt Nam gọi là đi ăn chia hối lộ. Cái mã cha các anh chị, các anh chị ngu lờn nữa. Thì lâu em xem xin lỗi các anh chị, hôm nay em hứa là không chửi thầy, nhưng mà lâu lâu phải cho em chửi thầy để từ từ em mới khắc phục được. Các anh chị hiểu không? Thấy không? Phải ngu lờn á. Thấy không? Ngu lờn á, các anh chị ngu lờn á. Nếu mà tao ngu như chó thì mày chửi luôn tổng thống ngu rồi, thì thôi tao khỏi phải trả lời mày. Thấy không? Các chị nói cái câu đó, các chị quê không? Như người này là nhục nhã không?
cứ tối ngày cứ khăng khăng là đối ba cái chuyện Việt Nam Cộng Hòa, là nói là chữ gọi là Việt Nam Cộng Hòa là khỏe rồi, nó từng đánh thuê cái gì cũng đánh thuê, cái gì cũng thua hết cả, là giờ cái quay qua đi cắn càng. Mình chính các anh chị là đu càng, là bảo tôi đi đu càng, tôi đâu có đu càng đâu. Tôi là người sinh đẻ ở đây và tôi là người quân nhân, tôi là người, tôi gọi là tôi là quân nhân phục viên của nước Mỹ. Tôi đã từng làm cho đụng liên bang mà bảo tôi là đụng đi đi bưng bô cộng xã, đi đi gọi là đu càng. Bởi tôi nói những thằng tí thằng tèo má ngu, bởi tôi nói cái dòng thứ mà gọi là cái thứ mà nó ngu từ gia phả, mà nó ngu từ truyền thống, nó ngu từ ông bà, mà nó ngu, tôi nói nghe, ngu từ ở trên mà nó ngu xuống. Tôi nói không lẽ giờ tao hổn đào một cuốc mã nó lên để nó ấy, thấy không? Thì bởi vậy tôi nói nè, bây giờ các anh chị cứ chửi cộng sản cho đã, đúng không? Bây giờ rút cuộc làm sao các anh chị cũng phải trở về đó, đúng không? Bây giờ các chị giờ lúc giờ đi đâu? Bây giờ nước Mỹ này, bây giờ chuẩn bị là vô COVID-20. Bây giờ mà nếu bên bên này mà bị dương tính là chữa không được, là chỉ có chết thôi à. Là bao nhiêu người chết rồi? Bao nhiêu người chết rồi, mình có bằng chứng rõ ràng, không có đủ tiền mà để chôn đem xác gì nữa, thì tốt nhất thôi đi về Việt Nam. Có cái gì đi nữa thì bên đó có hàng xóm hay hoặc là nhà nước còn còn lo cho chúng ta, đúng không? Cho dù chúng ta chửi hay là chúng ta chưa bao giờ làm gì được cho với đất nước, nhưng mà đất nước cũng vẫn lo. Tại vì sao không? Người ta gọi là dân tộc Việt Nam mình á, được có một cái quá khứ tụi bay làm gì tụi bay làm, quá khứ tụi bay có xấu xa hay gì nữa, rốt cuộc người ta cũng bỏ qua những cái chuyện bỏ qua, người ta cũng 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 bỏ, mở vòng tay người ta đón chào à, thấy không? Ngày xưa những thằng mà chống cộng tôi nói quá dữ luôn, cỡ anh chị mà chỉ có đấu mõm với lại anh Hùng Bàn Phím thôi, tự mới lên YouTube với lại Facebook là lên đây các chị đấu mõm rồi, còn những thằng những con mà nó gọi là thực thụ kia, gọi là chống cộng mà thực thụ này, đã từng những thằng mà gọi là đi cướp máy bay rải Trường Đương rồi này nọ, mình còn nể mấy đó, nhưng mà rốt cuộc chết cũng không còn một xu dính túi, không có một xu mà để chôn nữa. Người khác cũng là rốt cuộc cũng người người gì cộng cũng bỏ tiền ra người ta lo nữa. Thì bởi vậy tôi nói nghe nè, thôi tốt nhất thì câm cái mỏ lại nhé, câm cái mỏ lại. Từ vì khi mà từ khi mà cái chuyện mà làm cái gì làm chửi cho đã vô, rốt cuộc đất nước mình Việt Nam cũng chào đón các anh chị thôi. Mình về mình người ta không có chửi mình mà mình tự hẹn thẹn thùng, mình tự nhục nhục nhã, mà mình nghĩ chắc anh chị không biết cái chữ nhục đâu. Lúc nào cũng vậy, mình ngu mà lúc nào cũng chửi là người ta là khôn hết đó. Giống như cái bạn cái nick Andy Trần này nè, ngu đần, người ngu mà lúc nào cũng tỏ vẻ là mình là thông minh với lại mình nguy hiểm. Tại vì sao không? Cứ theo truyền thống của những người đó là họ đã thua Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là cái chuyện mà gọi là bảo là những người chống cộng cực đoan đấy, người ta ngu, người ta mới đi chống cộng, chúng khôn giống như Trump ở đâu, một đại cường quốc tổng thống của một nước Mỹ. Thằng Mỹ nó nói, tôi nói nghe các chị, nó nói thằng Anh phải nghe, thằng Canada phải nghe, mà rốt cuộc bây giờ phải bay một năm, thằng tổng thống Mỹ nó phải bay về Việt Nam 2 lần cầm cờ cộng sản. Và nó sao không, người ta bảo đất lành mới chim đậu, đúng không? Bao nhiêu công ty ở trên thế giới này, ở bên nước Mỹ này, công ty lớn mà phải đem, tại sao nó không đem qua thằng Mỹ? Điển hình thằng Mexico nó sát bên thằng Mỹ nè. Từ nhà tôi mà đi tới Mexico, cái đất nó rộng lắm, dân nó đầy hết á, nó sát bên nước Mỹ nè. Tại sao thằng Mỹ không đem những cái công ty đó mà đi qua bên Mỹ? Từ đây xuống nó lái xuống Mỹ có 8 tiếng đồng hồ lái xe, bay chỉ có 1 tiếng mốt à. Mà tại sao thằng Mỹ nó không đưa cho thằng Mexico, mà nó tại bay dèo nửa vòng trái đất tới 20.000 cây số qua đó bưng bô cộng sản để đưa cho cộng sản làm những cái công việc ở bên đó, là sao vậy? Đất lành chim đậu. Và người ta có làm sao? Người ta có làm được, người ta chứng nhận người ta làm được, người ta không có nổ giống như các anh chị. Giống như các anh chị bảo là các anh chị có giống như Đào Minh Quân nè, là có xe tăng thiết giáp gọi là tổng thống rồi đại tướng này nọ, mà rốt cuộc các anh chị không làm được cái quần què gì hết á, đi lường gạt dân để kiếm tiền xong bị thương nhân nó chửi không mà, đúng không? Tôi dẫn chứng là những cái chuyện đúng đã các anh chị à, đúng không? Thì bây giờ á, các anh chị nhục nhã chưa, cuộc vẫn quay lại chửi cộng sản cho đã. Bác Phúc nói có một câu à, ông nói một câu rất là hay, đúng không? Cục điện biết đi thì cũng quay về, từ Mỹ cũng đi về, thì đó đúng rồi đó.
Bây giờ hồi đó là hùng hổ lắm, nào là xe tăng thiết giáp, nào đại tướng thiếu tướng, gọi là không có cái gọi đại tá nha, chỉ có tướng với lại tổng thống với phó tổng thống không à. Rốt cuộc bây giờ làm sao? Cũng đi về bên kia. Về đâu vậy? Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng. Đúng không? Về đất tổ của chúng ta. Sự thật nha, tôi không bị chuyện. Cái này tôi không bị chuyện. Cái này sự thật rõ ràng. Bao nhiêu triệu người đang đăng ký đi về. Và trong đó có tôi nữa. Tôi muốn đi về bởi là tôi đang lo cho chị tôi là đang ở trong bệnh viện. Mà tôi về không được. Bây giờ mình có tiền đó, mình có điều kiện đó. Mình về đó, muốn về, về cũng được. Tại sao? Nước Mỹ đâu cho ra vô đâu. Là Việt Nam là chỉ có những người mà có này nọ mở yêu cầu waiting list thôi. Đúng không? Thấy không chưa? Rồi rút cuộc sao? Các anh chị nghĩ đi. Đó bây giờ nhắc lại cái câu nè. Của Trần Quang Hiệu này nói một câu nè. Việt Nam Airlines mở cờ đỏ sao vàng nhưng ngang giữa cái ở đất Mỹ thì đúng. Có một cái nước nào không? Cái thằng Anh hoặc là thằng Úc nó giàu, nó đại cường quốc vậy, nó có lấy cái máy bay của nó từ cái nước đó nó qua đây nó chở dân của nó về đất nước nó không? Nó đâu ghi mà xịt đâu, dân của nó đi đâu chết 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 mẹ đi, chỉ có dân Việt Nam mà chẳng lắm. Bán hàng á không bán, bác Phúc nó đem những cái bộ đội y tế mấy triệu, một triệu bộ hay bao nhiêu triệu bộ bay từ Việt Nam, bay từ overnight, bay từ bên Việt Nam đem qua tặng cho nước Mỹ và chở những người dân ở Việt Nam về, không có tính tiền thì có nước nào làm được không? Chỉ có nước Việt Nam đúng không? Tại vì cái lòng của người ta là người Việt Nam, Bác Hồ đã dạy rồi, thì bởi vậy các anh chị không có cửa, đừng có lên đây mà chửi. Nếu mà nước Mỹ mà làm không được mà nước Việt Nam mình làm được, người ta không nói mà người ta làm được, cả người ta cứu sống cả cái người gọi là cái người mà đại sứ quán của Anh á, cứu sống được là chị ở bên Anh chữa còn không được nữa, cái người mà du lịch ở người Anh á, ở bên Anh còn chữa không được cái bệnh dương tính, mà ở Việt Nam cái người đó bị dương tính mà đã chữa khỏi được là các phải nể là người ta còn lên, người ta còn cảm ơn bằng tiếng Mỹ đó. Thì đó các anh chị nghĩ đi, Việt Nam người ta không nói, cộng sản không nói đâu, nó làm không à. Giống như hồi xưa các anh chị đó, trước năm 75 á, cái khi mà gọi là đang bị gọi là đang giải phóng mới bước vô ngay ngày 30/4, ngang nên hòa hay biết, đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Thì đó các chị nói đúng, có câu tôi chỉ nể có một câu vậy đó, là nhìn cộng sản làm, cộng sản đã làm được đó. Đòi giống như anh phi công đó nè, anh phi công cái người gì đó, anh phi công đó người nước ngoài đó bị dương tính, giờ cái chân là không chạy không đi được, bây giờ anh đi được, anh sống được rồi đó. Thì đấy đúng sao không? Chỉ có người cộng sản làm được thôi, người Mỹ họ làm không được đâu. Người Mỹ mà làm cái đó thì anh phi công nó phải trả tiền hơi khó đó. Kiểu đó, mà cái kiểu mà cái ca mổ mà của cái ca mà được chữa cho anh phi công đó bên này bèo bèo lắm, cả triệu đô la đó các anh chị à. Cả triệu đô la đó, tôi không có đùa đâu. Tôi không đùa đâu, cả triệu đô la đó. Mà đối cuộc Việt Nam là miễn phí. Thì đừng bao giờ xuyên tạc hoặc chửi hoặc là bịa đặt ra cái đất nước mình gọi là này nọ. Mình á, không bằng người ta, nghèo hơn người ta. Rồi mình đứng lên đây, người ta nói có một câu nè. Những người tự đạp người ta xuống để tự nâng mình lên là cái người đó không có gì, người đó nhục nhã lắm. Là các đăng các anh chị đó, các anh chị đang dìm đất nước mình xuống. Các anh chị không là một cái, tôi nói thẳng với các anh chị, tôi muốn nói rõ ràng cho các anh chị ở bên Việt Nam, những người nghe tôi nói nè, có tin tôi hay không, những thằng những con chống cộng cực đoan mà phỉ báng về đất nước đó, là những thằng những con ở bên này á, là chỉ có đi làm gọi là làm cu li hoặc là tụi đó đủ ăn tiền trợ cấp thôi, chứ tụi nó, tôi bảo nghe nó, mình chỉ cần chết không có được tới 100 đô nữa thì nhục nhã tới cỡ nào. Như vậy đó, đúng không? Tôi không bịa chuyện, đó là có thiện việc thiệt, lên YouTube coi, chết không có tới 100 đô nữa, nghĩ đi. Để không có tới 100 đô, chỉ có 76 đô thôi à. Nhục chưa? Thì bây giờ cứ chửi cộng sản đi. Rồi thêm một cái chuyện như vậy nữa nè. Các anh chị á, cái khi mà các anh chị á, cái người Việt, những người con của các anh chị á, đi biểu tình hôi của, cướp của, bị cảnh sát bắt, bốn đứa bé đó là con của anh chị, mà các anh chị nhục nhã, các anh chị xuyên tạc, các anh chị bảo là con, cái những bốn đứa bé đó là những du học sinh,
Nó xin lỗi các anh chị nha, người Việt Nam người ta chảnh lắm các anh chị, dân Việt Nam người ta giàu, người ta mới gửi con người ta đi sang Mỹ đi du học. Các anh chị có biết đi du học sang Mỹ một năm phải trả bao nhiêu tiền không vậy? Những đứa bé, một là những đứa bé mà đi du học qua Mỹ, từ Việt Nam đi du học qua Mỹ đó, là một là nó có học bổng, nó học giỏi có học bổng, hai là gia đình người ta có điều kiện, người ta có tiền, người ta mới có quyền, người ta mới bỏ con người ta đi qua Mỹ, người ta học. Qua Anh nó không thèm đâu, qua Úc cũng không thèm, qua Canada không học, qua Mỹ mới được. Nó chảnh cái cỡ đó đó. Mà các anh chị nghĩ đi, một chai rượu với ba cái đồ ăn cắp của con cái các anh chị ăn cắp á, giờ chỉ vô bảo là đi đăng báo lên, bảo là ồ cái đó là con của những người đi du học. Con lại hồn, trước khi mà cái sự bạo động xảy ra đó, những bé mà những người du học đã đi về Việt Nam hết rồi, không có ai mà du học còn ở đây hết á, lại mấy ông bà xuyên tạc cái chuyện gì mà phải xuyên tạc cho nó đúng, xuyên tạc sai để tôi quay lại tôi chửi trên đầu cho nhục nhã. Nhưng mà tôi hứa với lại mấy người đó, bị tôi dạy dỗ các người sau này, tôi nói chuyện đàng hoàng, tôi không có chửi. Làm ơn làm phước, xuyên tạc cái gì mà cho nó đúng. Các anh chị biết không, những con á, những người mà có con mà đi qua du học cái này á, ở Việt Nam người ta không có cần phải là con ông cháu cha, nó chỉ có mấy cái đìa tôm với là nhà của nó đó, đất của nó là gọi là cái dân mà giống như cái con có bà Trần Bến Tre này nè, tôi nói nè, con của người ta đó, hồi xưa đất ruộng đó, gọi là đất ruộng, người ta có vài mẫu mà, nó có nhiêu đâu, có vài mẫu à. Bây giờ cái đất cát nó lên, người ta mở đường ra, người ta cắt khúc ra thôi à, người ta kiếm cũng vài tỷ, có nghĩa là vài trăm ngàn đô la, hai triệu đô la. Các chị làm cả đời đó, các chị kiếm được vậy bên này không? Cả đời, bây giờ tôi mở cái bảo đảm trong nhà băng, các chị không có được đủ tới 1.000 đô nữa. Tôi biết mà, tôi hiểu mà, mình hiểu mà, mình hiểu các anh các chị lắm. Bởi vậy, nhục thua người ta xong bây giờ